các bạn, hôm nay mình có nhận được một cái thùng hàng từ sàn Đồ Tốt. Thì là cái thùng hàng này là hôm trước mình có mua đơn hàng từ cái voucher. Thì đây là cái voucher ở chương trình chiên khách hàng của sàn Đồ Tốt. Thì cái voucher này nó trị giá là 200.000. Thì khi mà mua cái voucher này xong thì mình được tham gia cái chương trình chiên khách hàng của sàn Đồ Tốt để mình mua hàng, để được tặng các cái phần quà tặng có giá trị tương ứng theo cái mức hàng mình đã mua. Thì hôm trước mình vừa bóc cái hàng thùng hàng này ra thì mình có đặt mua đó là hai cái hộp serum có tác dụng là dưỡng trắng và chống lão hóa. Thì hai hộp serum này thì tổng đơn hàng của hai hộp này nó là 1.780.000. Thì mình đạt được cái mức tương ứng của tặng thứ hai, đó là trên 1.600.000. Mình được tặng một phần quà đơn hàng trị giá là 1.000.000. Thì mình có chọn hai sản phẩm quà tặng, đó là cái sữa rửa mặt và cái nước hoa hồng. Thì tất cả các cái sản phẩm này đều là sản phẩm của công ty Hawaii. Thì đây là dòng sản phẩm dưỡng trắng cao cấp của sản phẩm tốt. Thì cái hộp sữa rửa mặt này có giá là 520, hộp nước hoa hồng này có giá 540. Thì tổng 4 sản phẩm này của mình nó rơi vào là 2.840.000. Nhưng vì mình đã mua cái voucher 200.000 này tại cái mốc 1.600.000 tặng 1.000.000, thì cái tiền mình phải thanh toán cho 4 cái sản phẩm này của mình nó chỉ là 1.840.000 thôi. Tức là mình được giảm hẳn 1.000.000 cho cái hàng này. Đấy. Thì mình chỉ cần mua cái voucher 200.000 này thôi là mình đã được tham gia cái chương trình này rồi. Các bạn cũng tham khảo như mình để mua các sản phẩm của trên sàn Đồ Tốt để được tặng quà những cái phần quà tương ứng nhé. Chúc bạn thành công.